Buồn ngủ quá mà. Ngủ nè, ta sẽ cho người nếm một hàng băng trưởng. Ngọt ngủ nè. Trời đất quỷ thần ơi, chết tôi rồi. Đất đời. Mày chơi mất dạy rồi còn cười nữa hả mày? Tao giết mày cho mày biết. Cứu con với má ơi. Cứu hả, tao cho mày tắm trà đá luôn nè. Trời ơi, bà mẹ nó. Thánh thần tiên địa ơi, nguyên một cái ấm nước vô mặt tôi rồi. Trời đất ơi, hai thằng âm binh dịch giật mày. Tụi mày chơi cái kiểu gì mà nguyên một ấm nước vô mặt tao rồi trốn mà. Tao biểu cười á, cười cái lão nội mày chứ cười. Mày nhìn giùm tao coi tao có giống với con chuột lột chưa. Tại thằng quỷ nhỏ này nó tạt con trước mà. Tại ngủ hoài con kêu không dậy làm chi. Rồi tụi mày phá nhà tao ăn sao? Dạ đâu có. Con tung một chiêu hàng văn trưởng độc bá võ lâm mà. À, dữ nha. Tung một chiêu hàng văn trưởng độc bá võ lâm hả mày? Vậy thì mày hãy xem nè, truy hồn cước lừng danh của bản cô nương nè. Dạ thôi, cặp cao thủ võ lâm kẻ hèn xin bái phục. Biết không? Bởi má vậy làm sao má dạy nó cho được. Sao bây giờ mày tính mày dạy khôn tao đó hả? Mày có nên thân nên dáng gì đâu mà mày nói nó. Công trình tao dạy cho mày cái tuyệt chiêu hai ngón để kiếm cơm, đang làm ăn được tự nhiên cái đòi giải nghệ. Một hai mượn tiền góp mua xe đặng được chạy xe ôm. Mày khoái ôm quá mà, chạy được bao nhiêu mà góp hết rồi. Bắt tao với thằng nhỏ nuôi mày cũng sặc máu luôn à. Cái nghề má dạy cho tôi không có thọ đâu. Không có vô tù gỡ lịch á thì cũng bị trời hại vì bất nhân thất đức đó. Anh rủa má con mình nữa má. Nè, mày đừng có chế dầu vô lửa nghe thằng dịch vật. Tao mai cái mép mày bây giờ à nghe. Mày đòi mày mai mép nó hả? Mày đừng mai, mày mai mép của tao lại đây nè. Tại vì sắp chết đói tới nơi rồi. Mày muốn cho tao bỏ nghề chôn chĩa để mày nuôi. Vậy là mà bây giờ mặt trời gần đứng bóng rồi, mày vẫn còn nằm đây ngái đều đều quên cả sự đời. Thế nào chiều nay phần tiền góp mày cũng để cho tao lo. Hôm qua tôi trung mánh nên đã đóng luôn hai bữa tiền góp, còn dư ít nê tiền tôi định lát nữa bao cả nhà ăn cơm. Xê ra đi ông con. Hồi đó giờ ông đâm thọt tôi dữ lắm mà. Ông có ưa tôi hồi nào đâu mà bày đặt tình thương mến thương. Thôi mà sư phụ, cho đệ tử xin lỗi đi mà. Mình đi karaoke nha sư phụ. Tao hát cả đêm qua muốn khàn cái giọng rồi, hát gì nổi nữa. À, thì ra tối hôm qua mày về trễ là tại vì mày đi hát karaoke đó phải không? Anh ơi, hát cái chỗ mà má ưa hát đó. Trời đất, má cũng đi hát karaoke nữa hả? Ủa, nói vậy mày chưa biết sao? Vô cùng thiếu sót. Tao hát hay cho đến nỗi bà ba tò le đó. Bà nghe cái hơi ca tao cất lên một cái, con mắt bà nhắm hiếp lợi, cái miệng bà hả ra. Tự nhiên tao nghe một cái bóp, hàm răng giả của bà nó rụng xuống. Nói thiệt với mày nè, lạ lướt vài câu cho mấy con của tao nghe nè. Nghe là nghe. Trời ơi, cho bà chảnh kìa. Nín đây. Ai cho tôi tình yêu quả ngày thơ ngày mộng. Tôi xin đón tình tôi mở rộng.
Gì vậy? Tao đương ca mà mày cười trọt trong họng tao mày. Trời đất ơi, ai ngờ má có một làn hơi... một làn... Hơi con, hơi hơi sao con? Hiếm có. Hiếm có. Đặc biệt. Đặc biệt nữa. Má mà luyện một thời gian nữa thôi là bảo đảm... Sao? Bảo đảm sao con? Sẽ có người mời má. Trời ơi! Sẽ có người mời má đi hát xô hả con? Mời má làm gì? Mời má thổi bong bóng á. Bà mà he mày chứ bong bóng. Hai người tao đánh chạy đi đâu hả? Đứng lại! Đứng lại! Giọt lẹ anh ơi! Trời ơi! Trời ơi! Ăn cướp! Giọt lại ai nói cho tôi ăn cướp! Ủa? Cô đó hả? Xin lỗi cô nghe. Dạ không sao. Con chào bác. Chào à. Ủa? Ai vậy mày? Khách mối của tôi đó. Vậy ha, mời cô vô nhà. Tại thằng Cơ nó mệt, nó ngủ quên. Cô đừng giận nghe. Nó chở cô đi liền bây giờ nè. Thôi tôi đi trước nha cô. Dạ bác đi. Sao cô nói bữa nay cô nghỉ làm mà? Chứ tôi có nói là tôi đi làm đâu. Tôi ghé đây á, tôi muốn nói với anh một chút chuyện. Vậy cô chờ tôi một chút nha. Anh đi đâu vậy? Tôi ngủ mới thức dậy chưa có đánh răng. Cô làm gì nhìn tôi dữ vậy? Bộ ngày nào anh cũng đánh răng kiểu đó đó hả? Đâu có. Tại tôi sợ cô chờ lâu nên mới tranh thủ như vậy chứ. Bộ cô tưởng tôi bê bối lắm hay sao? Cô muốn nói với tôi chuyện gì vậy? Tôi muốn hỏi chiều nay anh có rảnh không? Tôi làm nghề tự do mà, có ai bó buộc đâu. Cô cần gì cứ nói đi, tôi làm giúp cho. Mấy đứa bạn học cũ của tôi đang chuẩn bị thi đại học. Họ muốn thư giãn đôi chút nên chiều nay họ tổ chức họp mặt đông đủ bạn bè để cùng vui vẻ với nhau. Tôi xa mái trường đã hai năm nên cũng nôn nao không gặp lại mọi người. Tôi định nhờ anh đưa tôi đi họp mặt cũng như mỗi ngày anh đón đưa tôi về. Gọi thì đi chứ cô sợ chi phiền. Nhà của bạn tôi không gần, ở cướp ngoài thị trấn. Sợ cuộc vui kéo dài khi về trời sẽ tối. Vậy là ý của cô muốn tôi chờ tại đó xong tôi đón cô về cho tới chỗ phải không? Má, má à, sao tự nhiên má khóc om sòm vậy? Đánh lộn hả? Tao đâu có đánh lộn với ai đâu, chết tới nơi rồi. Tại sao chết? Mà ai chết? Tao chết, mày chết, cô này cũng chết, cả cái thị trấn này sẽ chết hết. Ý trời rồi. Má nói cái gì mà lung tung quá hả? Bây giờ má nín đi, bình tĩnh, nói có đầu có đuôi cho con nghe coi, được không? Tao nói hồi sáng này nè, tao chạy ra ngoài chợ á, tao nghe người ta bàn tán xôn xao, gương mặt người nào cũng thấp thỏm lo âu. Một nhà tiên tri vừa phán đoán mấy câu là cái thị trấn này sẽ xảy ra thảm họa, tất cả mọi người sẽ bị thiêu cháy thành tro, ta gái trẻ già không chừa một ai, khắp cả vùng này sẽ thành bãi tha ma, tàn bạo hơn là lũ lụt thiên tai. Trời đất ơi, má nghe làm gì ba cái tin dịch? Đừng dội mắt mưu bọn mua thanh bán thần. Chắc họ có ý đồ đem tôi chi đây nên mới tung ra những tin đồn như vậy. Con chắc tai nạn này sẽ không xảy ra đâu. Vậy bác đừng nên hoảng sợ làm gì. Đâu có, ông ta cam đoan là sự thật. Nếu mà ông ta sao mà mọi người vẫn yên lành
mình mà ai muốn đánh dằn hay xé xác ông ta. Ông nói vậy thôi chứ gần tới ngày đó hả, ông trốn mất cho má coi. Mày đừng có nói cho sướng cái miệng mày nghe mày. Cả cái thị trấn này đó ai cũng hồn phi phách tán ở trên à. Mới nghe xong nha, 5 phút sau thôi cả chợ gì gió thanh vậy đó. Không biết chết giờ phút nào đây nè. Nam mô A Di Đà Phật. Chết ai thì chết chứ chừa mình con sắm lợi nha. Đây là một thị trấn mới, dân tứ xứ tụ về phát quan dựng nhà làm rẫy. Phần đông họ ít học nên mấy chuyện này họ dễ tin lắm. Không được, tao không muốn làm con ma thiếu đói đâu. Còn mấy bộ đồ mới đem ra bận hết. Còn bao nhiêu tiền ha, tao đem tao xài hết. Còn con mẹ ba tò le nó còn thiếu tiền tao hả? Để tao đi đòi mới được. Tới chừng mà tao chết rồi đó, ai trả nợ cho tao đây? Thôi tao đi. Má à, đừng làm vậy mà. Má, má. Dạ thưa má, con mới về. Đó, mày thấy chưa Tèo? Tao nói nó không quên là không quên mà. Con mới về hả con? Dạ. Con ngồi đi con. Dạ. Con ngồi đi, má rót nước cho con uống. Ai, ai lắm đó rồi đó đó. Dạ. Dạ, dạ con. Con dạ. Là ai? Dạ Trinh, Trinh, bạn con. À, Trinh, Trinh. Trời, lâu quá mới gặp. Vô, vô. Bữa nay nhà có đám giỗ, vô đám giỗ. Ủa, anh Tèo quen Trinh hả? Thì chú mày mới giới thiệu đó. Sao 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 lúc này sao, hai vợ chồng Khoa sao, khỏe không, làm ăn khá giả không, có đứa con nào chưa, trai hay gái? Vô duyên người ta mới quen không hỏi con cái. Mới quen dám dẫn về nhà, trời gan thiệt, gan thiệt. Tèo ơi, mày làm ơn mày ngồi mày tịnh khẩu giùm tao một chút đi. Cô Trinh ơi, cô cứ tự nhiên nha, bạn của thằng Sơn là con cháu của gì hết trơn á, đi đường chắc mệt lắm ha cô, uống miếng nước cho khỏe nghe. Dạ cảm ơn dì. Sơn nè. Dạ. Kỳ này con về con ở nhà lâu không con? Con đi hoài má lo quá. Má đừng lo, kỳ này con dám ở nhà luôn với má lắm à. Thiệt không con? Dạ, miễn má cho phép Trinh ở lại đây vài bữa. Ở vài bữa làm đám cưới luôn. Dạ. Rồi, đời tôi sắp sửa có thêm một ngày buồn. Tôi đưa em sang sông. Sao mày sang sông hoài vậy? Tao biểu mày tịnh khẩu mà mày ngứa miệng mày nói hoài, mày nín không nổi phải không? Để tao đưa củ khoai lang vô họng mày cái mày nín nè. Kỳ ghê vậy đó. Sơn ơi. Dạ. Cô Trinh đây có nhà cửa gì không con? Dạ con ở dưới cái bè. Cô lên đây đi ở đợ. Má biết không, cô Trinh thân gái một mình, tự dưới cái bè lên đây tính kiếm chỗ để mà ở đợ sinh sống. Má coi đoạn trường mới lên tới Sài Gòn, tự nhiên cái bị mấy vụ đảng nó giật mẹ nó cái xác đồ. Vậy hả con? Nó giật thì thôi đi, nó chạy đi, nó tiếc nó quành trở lại. Nó hoành trở lại nó làm gì con? Trời ơi, còn bộ đồ xác da nhỏ, nó xé từ trên xuống dưới má biết không? Trời, tả tơi. Trời ơi trời trời. Trời ơi trời, rồi 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 sao? Trời ơi tả tơi. Giờ rồi rồi sao con? Mấy ngàn người đứng chung quanh không ai mà dám nhào vô hết. Sợ mấy cái thằng du đảng đó nó trả thù. Trong lúc mà nguy khốn đó hả, bỗng dưng có một hiệp sĩ xuất hiện. Ai vậy con? Ai hả? À? Ai hả? À? Con. Trời ơi. Hiệp con. Sĩ Sơn. Trời ơi. Chứ sao? Má biết hả? Con dẹt mấy ngàn người. Con đi với tư thế oai hùng. Con đi vô vậy nè. Con đi. Dữ, dữ nha. Trời ơi con má mạnh dạn quá. Nó thấy cái tướng con đi, nó chạy hết. Con mới cứu đưa Trinh về đây. Con xin với má cho Trinh ở lại đây ít bữa. Ôi. Từ từ tính. Chuyện đó có khó khăn gì đâu con. Để rồi mình tính nha. Dạ. Bây giờ con đưa cô Trinh ra làm sao, tắm rửa thay đồ đạc cái đã. Đụng lát lên rồi cái hai đứa đốt nhang cho ba con. Rồi đi. Dạ. Tắm đi tắm. Trời ơi. Gì vậy? Trời Phật Thánh Thần ơi, đàn ông con trai nghe đàn bà con gái thì đi tắm có đứng đó hí à. Làm riết người ta tưởng đâu có nhà tôi là cái trường đua Phú Thọ. Cha muốn hí á, cha lên trường đua cha hí đi cha. Anh Sơn ơi. Hả? Cái nhà tắm của anh á có cái màn che không? Có tấm ni lông. Để không thôi em đang tắm á, cái thằng cha đó thằng chả rình. Thấy không, nhìn cái mặt là biết xấu máu. À, cái điệu này coi mồi không yên rồi nghe Tám. Mày thấy làm sao? Gì thấy làm sao? Thằng Sơn nhà mình mắc bệnh ghiền đúng không? Con nhỏ chắc đồng một ruột. Con tưởng tượng ở đây gia đình mình sẽ có hai vợ chồng ghiền. Ông chích một mũi, bà choát một mũi. Đẻ con ra nó chích choát luôn.
Dì nghĩ sao? Mày chỉ ăn nói bắt hoàng không à? Con nhỏ này mặt mày hồng hào tươi tắn, đâu có xanh xao hốc hác như dân huyện đâu. Gì vậy? Nghe không? Cái gì? Lông tỏ mà nghe không? Xuống nước đó. Trời ơi. Ta xuống nước hào hào đó. Dân ghiền họ sợ nước lắm, đâu có dám tắm kiểu đó. Nếu mà không phải dân ghiền thì con e chị em thuộc hàng thứ dữ khác. Thứ nào mà dữ nữa? Gái xây hồ. Ủa, giang hồ. Trai tứ chiến gặp gái giang hồ. Hai thứ này là hợp với nhau lắm đó. Mày ẩu tả không à? Con người ta nết na lễ phép, có phải là loại ba tợn ba tảo đâu nè. Phải rồi, bởi bề ngoài nết na lễ phép có tám mà, cho nên người ta mới bị lầm. Đời này đen trắng khó phân, giả chân giống nhau biết câu thấp cao lộn tùng theo vàng hao. Đừng ham cái mã bảnh bao, chợt nhỏ vừa có ngày à tám à. Con nhỏ này nhã nhặn hiền thô, không sổ sàng tét bóng tô son. Quan quan để coi chớ nên dễ vui kẻ chết chùm như chơi. Chuyện dân manh mùng bao đăng tư tung đọc, nhiều người nhát rung. Cô thư ký đảo bờ sông, em ca sĩ đứng giường bông, tay ôm sách như nữ sinh thiệt là không. Nhào vô mới hay bạn mình không. Bạn phải nể đáng kính nhường, sao mày mỉa mai kinh thường. Diếm gì ơi? Diếm? Diếm là gì? Diếm là điếm á. Bậy à? Bài đặt nói bậy bạ không à? Dạ thưa má, con xin phép má cho con đốt nhang cho ba con chút xíu. Con gái ba con đi con. Ông linh thiêng ông về ông phù hộ cho mẹ con mình sung hộp, sao cháu có nhau yên nhà yên cửa. Trời, tắm chưa mà đốt nhang đó cha? Tôi tắm rồi ông nội, mới tắm có hai bữa à, chưa giáp tuần. Trời. Xong rồi đó, đợi tàn nhang cái mẹ con mình vì cháu đồ súng xích lại hưởng lộc của ổng, ai nấy chắc đói bụng hết rồi phải không? Dạ con không có đói, má anh Tèo trinh nhà ăn cơm trước. Con xin phép má, con chạy ra ngoài Sài Gòn một chút xíu. Con dễ ở nhà. Con mới về là tính đi nữa sao? Má đừng lo, kỳ này con hứa với má con ở nhà là con ở nhà luôn. Con không có đi đâu nữa đâu. Ôi lời hứa thương trăm rồi, ai tin mày chứ tao tin không nổi rồi. Tám ơi, nhà đồ đã có gì bán được coi chừng giùm con á. Tám ơi, con sợ lắm rồi. Mày thấy không? Trời. Mở miệng ra là tôi nghĩ con ăn cắp ăn trộm. Rồi má hỏi tại sao con đi hoài con ở nhà. Trời khóc. Con bước ra sao chả ra sao. Bước ra trước khi dòm trước khi sợ con ăn cắp ăn trộm con chả. Chứ là con đi luôn rồi má nói sao là con bỏ nhà con đi luôn. Con không chịu về đây nữa. Anh Tèo ơi cho em mượn chiếc xe đạp này chút xíu nghe anh Tèo. Quay! Trời chết con rồi trời. Tám ơi. Trời ơi chết con Tám ơi. Chiếc xe đạp của con chứ bộ. Thì xe đạp của mày nó mượn chút chứ có gì đâu mà mày lính quýnh lên à. Trời ơi cha con mượn con ngại lắm. Con mới chạy theo nó được con đi à. Ủa mẹ mở nhà ăn với tao sao Tèo? Trời ơi ăn bữa dỗ lỗ bữa cày mất xe đạp của con. Sơn. Trời ơi, thì mày làm gì mà được? Má nghĩ coi, mượn chiếc xe đạp cha ăn chút xíu. Người ta chạy ra Sài Gòn, người ta đi công lên việc xuống. Anh cha chạy theo sau đuôi, anh cha la làng, làm như người ta ăn cướp của người ta không bằng. Trời ơi, mày làm cái gì dữ vậy không biết? Ai biểu cho mình được? Cho tôi xin ly nước. Tại mày sao vậy Tèo? Bộ mày á khẩu rồi hả? Chị tưởng tượng coi, từ đây ra Sài Gòn gần 20 cây số, nó chạy xe còn tôi thì thoạt bộ theo, á khẩu còn mai. Vậy là anh đi bận đi với bận về tổng cộng là 80 cây số. Trời ơi, 20, 40 bà ơi, 80 chắc tôi chết quá. Dịch giật mày, ai bắt mày chạy như điên như khùng vậy chứ? Thì thằng chả sợ con mãi chiếc xe đạp của thằng chả. Trời đất quý thằng ơi, ba con với dòng họ gì đâu thấy mà phát rầu. Thôi cha đừng khóc cha. Bộ lư hương trên bàn thờ dưỡng tám cha còn lấy mãi cho chệt ve chai. Xe đạp con cha dám từ. Mà nó bán xe đạp mày chưa? Chạy theo sát làm sao bán được. Hỏi tám qua ra Sài Gòn hẻm nào nó cũng chạy vô chạy ra. Chạy lòng vòng gần chết luôn.
Con ơi, Sơn, con làm sao vậy con? Má ơi má, anh giả đó má ơi. Giả là cái gì? Giả là một thuốc nó giật á. Trời ơi, lấy thuốc Aladdin đi. Đâu, lấy thuốc Aladdin cho nó uống. Đâu có thuốc nó đâu uống được, xích ra đây nè, xích ra đỡ tạt. Trời ơi. Trời đã quỷ thần ơi. Sơn ơi, người ta lạnh mà thằng chả tạt nước. Má thấy chưa? Má thấy cái giả tâm thằng chả chưa? Thằng chả thấy má già rồi, thằng giả định giết tôi chết non luôn để thằng chả tước đoạt cái tài sản này. Trời ơi, mày tiếc là. Sơn ơi Sơn, con cần gì con nói cho má biết con cần gì. Má đừng thèm lo lắng cho con nữa. Con không đang để cho má phải bận tâm phiền muộn. Con là một thằng rác rưởi tanh hôi đứng ngoài cuộc sống xã hội, vứt bên lề như cái bông vô tâm. Một thứ du hồn mang hung quang bất chánh, mà loài người quay lưng xa lánh. Cái chết ở đâu rồi, sao chần chờ không rước hồn tôi. Đừng nghĩ dạy con, thương má một lần thôi, cả nhà vui mừng đang trề hạnh phúc. Con răng bỏ chỗ hư hèn, tốn bao nhiêu tiền má cũng chạy lo. Lo để làm gì hả má? Để gõ hết cửa nhỏ cửa to, xin xó họ ban cho lương ba cọc ba đồng. Cài cục hết hơi không đủ gạo no lòng. Thấy chợ đỏ chợ đen bòn chen, mua dành bán giật, mua một bán mười, bán sĩ diện bán lương tâm. Còn nhớ hay không hay là đã quên rồi? Không, tôi là kẻ khoác lác khoe khoang, tôi là một kẻ bỏ đi rồi. Bây giờ lên rồi, lên gọi kim liệt rồi đó. Sòi xin chào tất cả bà con la. Xin thay mặt gia đình xin cảm ơn ông Sòi, không nể tuổi già sức yếu, lặn lội đường xá xa xôi đến dự ngày giỗ dưỡng tám cho thêm phần long trọng. Nếu lỡ quên mua đồ cúng, ông có thể đặt tiền cũng được. Ây da, này khi không là lòi tiền ngõ là lòi cái gì chứ? Cậu có biết thằng cha dưỡng tám nào của lị đâu? Điểm giỗ đi không cha? Ngồi tới đây là ngồi giúp con vợ của ngồi về đó. Dì tám tôi hả? Tầm bậy tầm bạ quá. Chinh về da Sòi ly chinh. Ây da, cái này da chinh ly bỏ mấy ngày, ngô buồn quá, ngô ngủ không có liệt, ngô nằm ở trên cái giường, ngô lăn qua, ngô lăn lại, con mắt của ngô nó cứ chớp chớp, ngủ cũng không liệt. Dịp cắn hả? Ngô tích quá trời, ngô trọng khu. Bậy trời, bậy quá, bậy rồi. Ngô thấy cái ngôi ôm, ngô tưởng A Trinh, ngô hôn cái ngôi ôm, ngô nịnh cái ngôi ôm, rồi ngô cắn cái ngôi ôm. Ê. Sao không nhai luôn cái mền đi? Bây giờ cái này tầm bậy quá trời đó. Kìa Trinh, trời đất ơi, em đi đâu mà chị kiếm gần chết luôn hà. Nè, cái chuyện làm ăn của chị em mình đang ngôn trớm mà sao em lại bỏ đi? Nè, chú Sòi trả em bao nhiêu, chị sẵn sàng trả đất cho nha. Em biết không, có cái mối này xộp lắm, giám đốc xuất nhập khẩu, chào ơi là giàu vậy đó. Nè, ổng chịu bao em đi Vũng Tàu 3 ngày,
tặng em một chiếc cúp đam chịu không? Bà nói gì lạ vậy? Tôi không có quen bà. Bà đừng có bôi xấu, đừng có hại nhục tôi. Thôi mà, đừng có giận chị nữa mà. Nè, nếu mà em chịu đi Đà Lạt với ông chủ nhiệm trại nuôi heo đó, ông sẽ ca đô cho em một chiếc nhẫn hột xoàn. À, hay là em thích đi đây Nha Trang nè, thì có ông chủ tiền vàng chịu không? Tôi lại bà làm ơn tha cho tôi. Bà đừng gắn ghép với những chuyện mà tôi không có quen biết mà. Bây giờ có này 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 này, A Trinh là con vợ của Ngọ Liền không có làm như vậy à? Rồi kêu vô lãng là quen chết lì đó. Thôi ông nữa. Nè, tôi cho ông biết nha, con Trinh nó là gái của tôi đó. Sao bây giờ ông Mỹ có tiền suối nó là rã hợp đồng với tôi hả? Nè nha, đừng có chọc tới con này là không có được yên đâu nha. Tôi phá tôi ổ, tôi cào nát nhà đó. Lì va vào ngọn là con cũng xịt cho bẹt dê ra, cũng cắn lì chê. Cái gì? Cho chó cắn tôi hả? Cọp tôi còn không sợ chứ đừng nói chó. Trinh à, theo chị dài nghe em. Đi đi đi. À, bố ra, bố ra. Má ơi, anh Sơn ơi, người ta bắt con kìa. Trời ơi, Sơn, như vậy là sao? Ba không hiểu gì hết. Sao? Dì không hiểu hả? Được rồi, dì không hiểu, tôi sẽ giải thích cho dì hiểu. Dì biết không, em nhỏ này là gái nhà tôi, làm ăn một sớt, hộp sơ lâu rồi. Nay con của bà rủ nó đi ngang, tôi mất sổ hụi, trời ơi, khó khăn trăm bề. Bây giờ ông pha cái này chật bắn lề rồi đó gì à? A Trinh là vợ gì của ngọ đó gì Tam ơi, thằng Sơn nó dụ dỗ đi xây tổ chuồng chuồng đó chứ. Nè, gái nhà tôi á, ông đừng có xem vào nhận ẩu à nha. Vợ của ngọ là Trinh hiệu con lai rồi. Trời ơi, vợ ba ngày bảy bữa cũng làm quay nè. Ngọ thề với A Trinh là trăm năm lầu chồng đó. Rồi khốn nạn, tụi bay ra khỏi nhà tao. Tao giết tụi bay chết. Tao giết tụi bay chết. Ra khỏi nhà tao, ra khỏi nhà tao, ra khỏi nhà tao. Kìa, anh hai, anh hai. Sơn ơi, thêm ông nữa Sơn ơi. Tao nói rồi nghe nhỏ trở hơi nhiều. Chị Tám con nói gì trước, tao không yên là không yên mà. Sao đây anh hai? Anh hai, đây là má Tám, má ruột của anh Sơn. Dạ bây giờ còn là má nuôi của em nữa. Thưa má, anh hai đây là... Dạ, chồng sắp cưới của em Trinh à. Dạ, mời cậu ngồi chơi uống nước. Dạ, Sơn ơi, Sơn. Cái ông này có bộ mặt lạnh lùng giống như cái tủ phi dê. Không biết chồng thứ mấy đây. Chồng đây là anh Tèo, cháu họ của má Tám. Anh vui tánh lắm. Mới gặp anh là em cười liền à. Quả nhiên anh cũng đang bắt đầu cười vì ảnh đó. À anh hai, xin chào anh hai, xin tự giới thiệu. Em Vũ Tèo. Ê Sơn, Sơn, thằng cha này cười giống thằng Tomat của mày ơi. Hân hạnh được bắt tay vua cười. Dạ, bàn tay sửa xe đạp. Anh hai bắt câu chừng. Trời ơi, bàn tay anh hai giống bàn tay sắt quá. Còn anh Sơn, chắc anh hai có quen. Có. Bữa anh đi, thằng cha rồi nó làm hổng. Mai nhờ anh Sơn can thiệp, đưa em về đây cho ở nhờ đó. Thế à, cảm ơn chú Sơn nha. Không có gì, tôi sợ tôi làm bá việc bao đồng cho người ta ghét. Tốt, chú thân trọng như vậy là tốt lắm. Nhờ mấy đứa nhỏ lối sớm học lại, tôi mới biết chú ra tay nghĩa hiệp. Đưa em Trinh về đây. Nè, tôi có chút quà mọn đền ơn chú đó. Đây à, ba ơi, má mua cái này cho con. Sơn, Sơn, con nuốt gì vậy con? Trời ơi, thuốc trị bệnh giật á. Để cho nó nuốt đi, quý lắm á. Dùng mình bạc triệu mua cũng không có đâu Tám ơi. Anh hai à, anh hai, người ta thả anh về luôn, không có bắt bỏ tù anh á anh hai. Thôi buổi này làm ăn thất bát là chuyện thường em à. Mình xui rủi phải mang nợ. Tất nhiên cơ quan hữu trách người ta có con mắt công minh. Sự hợp lý hợp tình, rộng lượng khoan dung, tạo điều kiện cho mình gây dựng lại cơ ngơi, kiếm tiền trang trải nợ. Chứ bắt bớ giam cầm có giải quyết được chi đâu. À, nếu như anh hai muốn mau phục hồi cơ nghiệp, chẳng cách nào là theo Tèo sửa xe đạp. Chung liên thì không nhiều, chỉ giỏi cơ mưu. Gió ruột chưa hư là mình đâm cho lụng thiệt. Đồng xích căm sơn, mình bẻ hết cho gãy liền. Anh hai ở Sài Gòn làm hợp tác xã, nhà cửa đàng hoàng, mua bán lớn lao. Chí thú làm ăn góp vốn lại vào, còn ít nợ nần mình trang trải từ từ, cũng có gì đâu. À vậy thì Tèo chúc anh hai mau phát đạt phát tài, để lúc ngặt nghèo Tèo có chỗ đi dây. Cái thằng Tèo này chuyện gì cũng giỡn được hết trơn hết trọi à. Dạ thưa cậu hai, cậu đừng chấp nhất. Sẵn bữa nay dỗ bàn Sơn, tôi mời cậu hai ngồi lại với gia đình ăn một bữa cơm đạm bạc lấy thảo nha cậu hai. Dạ
Cảm ơn dì. Cháu rất bận nhiều việc, xin khất dì dịp khác. Hôm nay cháu xin phép rước em Trinh về ngay, để còn lo bao nhiêu thứ đang chờ nữa. Hai mẹo, anh gấp anh cứ về đi. Cô Trinh ở lại đây, không có đi đâu hết á. Chú Sơn, chú lấy tư cách gì để nói câu đó hả? Anh hai à, má Tám đã nhận em làm con thì anh Sơn đứng vào gia anh cả. Mai mốt cưới xong anh phải kêu là anh, chứ đâu có được chú này chú nọ. Dạ ý em muốn ở lại đây không theo anh về Sài Gòn chứ gì. Nhà chú xồi xiết rồi, về lấy đâu mà ở. Với lại em tính sau này khi nào mình cưới hỏi xong mình ở chung nó dễ coi hơn. Anh hiểu. Vậy là trước ngày đám cưới em sống chung với người khác phải không? Anh hai à, má Tám đã hết lòng thương yêu em. Anh Tèo thì lúc nào cũng vui vẻ cởi mở. Còn anh Sơn á, bao anh giờ Sơn cũng... thì đang mở rộng vòng tay đưa em vào mê hồn trận. Hai mẹo, mình biết nhau rành quá mà. Tôi là thằng xì ke nghiện ngập, thậm chí còn là thằng ăn cắp, ăn trộm, ăn xin nữa. Nhưng anh thừa biết đó, tôi chưa một lần nào hành động mờ ám tối tâm, làm khổ thân người lương thiện, đưa con gái người ta vào nơi trụy lạc xấu xa. Sơn, anh hãy buông tha cho cô Trinh là yên chuyện. Không thì anh đừng có trách tôi nha. Nở lột mặt phanh phui. Tiếng nói của một anh ghiền nghe nổ cũng thật vui đó. Chưa đánh giá được mình còn học kiều dân chơi. Phải quấy rõ ràng thôi, ai tin mà anh hù dọa. Miệng lưỡi có là bao hồng lão xược cầu cao. Hai anh cố dằn cư xử đẹp lòng nhau, nay đã gắn bó một nhà lại ngoảnh mặt được sao. Em không muốn vì mình mà xảy ra chuyện buồn đau. Nè, cô có dạy con ngu cũng từ từ mà ngu mà dạy. Mở mắt to lên mà nhìn, đầu trắng còn đâu là đen, mặt mũi của cái thằng lưu manh nó trơ trơ ra cũng như là cuối một nụ rồi kìa. Sao một lần nữa tôi căm anh, nói năng thô tục dựng lời lẽ không căn cơ đẹp nói xấu chồng tôi. Nhưng đó là sự thật, cô biết đó là sự thật hay là không? Sự thật, anh là một kẻ xấu miệng ăn vô không. Anh hai đã làm gì anh mà anh thù hằn, anh ganh ghét? Không có làm gì tôi hết trơn á, mà nó gạt gẫm cô. Gạt gẫm tôi à? Ờ. Cứ thoát tôi khỏi bàn tay bọn vô thủ vô thực mà gạt gẫm, sẵn sàng cưới tôi, cho tôi một gia đình đàng hoàng mà gạt gẫm à? Gạt gẫm 100%. Cái thứ tôi này cũ xì. Trời ơi con mẹ này tức quá trời ơi trời. Tôi không tin, không tin đâu. Tôi cũng không tin luôn. Tôi không tin bên nào hết, một điều. Trời ơi, tao không biết đâu là đâu nữa. Như vậy là sao hả Tèo? Trời ơi, con định tính hỏi gì mà dì hỏi con? Một không. Má. Mày. Má, con đội ơn má đã nhận con làm con. Nhưng trong cái tình hình này, con đi má ơi. Đi hay ở là tùy con. Đừng có cho đi má. Những người đàn bà quê mùa như má, giữ lại. Chỉ biết yêu thương chứ không ghét bỏ thù hằn ai hết. Giữ lại má. Má đã một lần gọi con là con thì má vẫn tiếp tục gọi như vậy hoài, không thay đổi. Trời đủ rồi, nói nhiều mình đi. Mình đi đi. Chào má Tám, chào hai người bạn. Không, không, Trinh, ở lại đây, ở lại đây. Sơn, vô ích, hãy lo chạy thuốc trận cân kiền của mày đi. Má, má, má ơi, má, cứu Trinh, cứu Trinh. Sơn, cứu Trinh. Sơn. Dạ. Con nghiện ngập. Con biết. Con trộm cắp. Con xin lỗi má. Má khổ tâm nhưng mà còn chịu đựng nổi. Cứu Trinh là hai mẹ lưu manh. Má không chịu đựng nổi là Trinh. Con. Cứu Trinh. Con đi lấy vợ người ta. Má. Nội mày sao mày chọc tao? Tao dặn cổ mày chết mẹ hết trơn bây giờ đó nè. Ủa? Con tắm cho con. Dạ, con tắm rồi má hả? Tắm rồi sao không mặc áo mới vô? Dạ, con mặc giày được rồi má. Trời đất ơi, mày tao mua áo quần cho mày để mày. Ê,
giấu tiền hả mẹ? Dạ đâu có má. À, phải rồi, tại hồi sáng này con vừa về tới đầu ngõ có bà đó cho tiền con, cái con qua đưa cho má đó chứ. Trời ơi trời, tiền mà mày quên, mày quên trên đau khổ của tao hả mày? Lần sau con đừng quên vậy nữa nghe con. Con quên một lần nữa là con tàn mạt chứ mẹ đó nghe con. Còn xây cà que đâu rồi? Dạ anh Hạnh đi xin chưa có về má ơi. À, đủ rồi, sao tao nghe nó to nhỏ gì với mày hoài. Có ngày nó chết mẹ nó với tao nè. Còn mày, lão má nói má có mua cho con một cái xe dê đẹp lắm, tối con mặc con ngủ cho nó mát nha con. Má mua chi tốn tiền, con mặc vậy được rồi, miễn anh Hạnh không có chê con á là được. Anh Hạnh là ông nội mà sao mà nhắc hoài á. Dạ. Trời ơi, cái con này kỳ cục ghê à. Lan à, má nói nghe nè, chiều hôm qua má có đi Tây Ninh lên ông thầy ở núi Bà Đen, má mua cho con 12 viên thuốc. Thuốc gì vậy má? Trời ơi, thuốc phá thai chứ thuốc. Ủa, quên, không phải. Thuốc trị mắt. Thuốc trị mắt hả? Ờ, con ơi, thuốc này linh lắm. Nghe nói ông thầy này, ông luyện ngũ đạo âm binh, ôn hoàng hột dịch lộn gì đó. Hay lắm, cất đi con. Mỗi buổi chiều khoảng 5 giờ con uống một viên thôi. Má cất đi, chừng nào tới giờ má cho con uống. Chứ con thấy đường đâu mà biết giờ giấc để uống thuốc. Ở nhà đâu mà biểu má cắt. Hả? Má, má định đưa con đi đâu vậy? Thì đi theo ông thầy trị mắt chứ đi đâu. Không, không đâu. Má ơi má, má đừng có đưa con đi nha má. Má ơi, cô lại má nè. Cô lại má, má ơi. Lan, nghe má nói nè. Phải xa cái nhà này một thời gian thì con mới sáng mắt được. Không, má ơi má, cô lại má. Má cho con ở đây nha. Cô chịu cực chịu khổ được hết mà. Má có đánh con cũng chịu nữa. Má đừng có đưa con đi ở nhà người ta. Má đừng bắt con xa anh Hạnh của con nghe má. Lên đi mày. Trời ơi, mày làm như là thằng cha con cái mẹ mày chết không bằng vậy. Bây giờ tao nói rõ cho mày được biết, tao đã tìm được chỗ để gửi mày. Khôn hồn thì phải nghe lời của tao ha. Ở đó mà gian ca cứng cổ cứng đầu. Má ơi má có giết chết con cũng đập cam chịu. Xin má đừng bắt con phải xa lánh cái nhà này. Thật tình thì tao cũng muốn cho mày sung sướng cả cuộc đời. Nếu cãi lời mày đừng trách tao độc ác vô lương. Anh ơi, anh ở đâu rồi hãy mau mau về để cứu em. Đừng để em trong nỗi ở hai hùng. Má sao ơi má sao, còn tha thiết cầu xin. Nín này. Má ơi chết con. Nín đâu? Ôi, mày la làng lên hả? Mày la lên cho ta mấy ông lỡ cầm đầu tao phải không mày? Sức mấy mày. Nhà này ở trong một khu hẻm hẻo lắm, tối tăm có ai mà thèm tới đây mày. Còn mấy con mẹ chòm xóm mà không ai thèm cứu mày đâu. Thì nó đã quá trành cái con mẹ sáu giao lam ở khu an dưỡng địa Phú Lâm này rồi. Con nào mà đụng tới tao á, tao cho du đảng rạch mặt chết mẹ nó. Bà sao? Bà như là bà má nuôi độc ác mà. Trời ơi, bữa nay mày dám nguyền rủa hả mày? Trời ơi, chết mẹ mày bữa nay với tao rồi. Bây giờ tao hỏi mày chịu đi không? Đi đâu hết à? Không đi nè. Không đi nè. Không đi nè. Nín dứt, nín dứt. Con ơi, sao con ngu quá vậy con? Đời bây giờ người ta chỉ cần chữ duyên, chữ bạc, chữ tiền, chứ cần gì cái chữ chính chiên mà con giữ gìn chi. Con gái mẹ mày đây nè, đã mất cái chữ chính chiên từ hồi 15 tuổi rồi nha. Mà tao vẫn còn do nè, còn như cái cối đá vậy. Cô chết chóc vậy đây. Bà là một mụ phù thủy. Trời ơi, mày nói gì? Mày rủa tao hả? Hôm nay mày ngon, mày dám kêu tao phù thủy. Biểu diễn con phù thủy cho mày coi nè, nghe.
Được rồi, tao lấy bủ bố tao ra cho mày thấy. Bà mẹ nó thằng chồng khốn nạn ích kỷ, nó chết mà nó cũng không để chừa nguyên vẹn nữa, nó chừa có một khúc gì à. Giờ tôi quánh nó, tôi tức tay tôi chết. Trời ơi, được rồi, nhưng mà cũng đỡ tao dần tao nát chân mày luôn. Má sao ơi, má sao? Mẹ nó, tao không vì ba cái đồng tiền cọc đó nha, là tao cho mày si cà que cho mày coi. Lên gác mày, lên. Dì dì má. Xiên chân mày đỡ cho chay, lên mau. Dạ. Đi má. Đi sắp tao. Cho mày chết mẹ mày bữa nay với tao. Đuôi chân đây. Dạ. Ôi cha, đau quá ba ơi. Loài tối xìm vô chân con đau lắm hả con? Mày làm như tao chưa bị xích lần nào á. Cho mày biết nha, khắp cái Sài Gòn này không có cái bố cảnh sát nào mà không có dấu chân kỷ niệm của tao nha mày. Tao bỏ đói mày suốt ngày bữa nay cho mày biết tay tao. Anh ơi, mày. Mày trù tao đó hả? Hổn rài mày trù tao ốm mo gầy mòn như vậy cưa có vừa lòng mày sao hả mày? Con quỷ trai. Bà mẹ mày, áo mới mua nay chật nữa rồi. À, hả? Thiệt bực mình quá sức. Xe xích lô, xe ba gác còn có số, thậm chí dài dép nó cũng còn có số, còn cái nhà gì mà không có số, không có số rồi biết đâu mà tìm. Nằm xuống mày. Dạ xin lỗi, tôi hỏi thăm ủa ông anh tìm ai á? Chào em chút nghe. À, bà đây có phải là bà Sáu? Dạ em đây. Bà Sáu giao làm. Trời ơi, ông anh kêu em chi cho tiếng bà dữ vậy? Sao vậy? Quay vậy khi em còn nhỏ xíu à. Ông anh có biết cái tiếng bà của ông anh đã gieo vào lòng em một nỗi sầu lai láng không? À, chắc có lẽ em ăn mặc như vậy không hấp dẫn lắm phải không? Chờ em chút xíu nghe nha. Đang đi nói đi. Còn bà lắc lắc giống như mỡ củi. Tiếng ai khóc vậy? Một cô gái bị xuyên chân. Sao lại được à? Chẳng lẽ người mà ông chủ bảo mình tới đây rước lại là cô gái này? Kìa, ông anh. Ờ? Con gì đây? Trời ơi, con gì? Ông anh không nhận ra em hả? Em là Sáu nè. Ủa? Bà là bà Sáu Giao Lam? Nó đó đà. Trời đất, vậy mà tôi tưởng con cắt kè bông từ trên nóc nhà rớt xuống. Trời ơi, sao ông anh nói tiếng phủ vàng quá vậy? Ông anh vậy? Ông anh hãy nhìn kỹ đi. Nhìn gì? Mở to con mắt lên mà nhìn đó mà. Trúng gió hả? Bà bị trúng gió rồi. Ồ, ông anh thấy không? Thấy gì đâu? Trên người em càng nứt dãi chừng nào thì nó càng lộ ra những đường nét kiều diễm chừng ấy. Trời ơi, thấy bút trong có hờ nhằn chút xíu nè. Công tắc cầu dao đầy đủ, ông anh chỉ cần đưa ngón tay nhẹ bật công tắc ra một cái rắc là nó có điện liền. Không tin ông anh ôm thử em đi. Ông đậu tôi không dám. Ôm vậy nè. Mày mà. Đó. Ông anh nghe có điện chưa? Có chưa? Có điện rồi. À, ông anh có nghe trong người tê tê dại dại chưa? Có à. Tôi có nghe tê tê. Tôi có cái cảm giác là tôi đang ôm nhầm. Nhầm cái cấu đá. Hả? Đồ mất nết. Quá kìa. Ông anh, sao nặng lời với em dữ vậy? Đi, đi ông anh. Đi đâu? Lên gác. Trên gác con người. Đừng lo, đừng sợ vậy á. Không ai thấy con đó, nó mù rồi, nó đâu thấy gì đâu.
Nè 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 nè, bà đàng hoàng một chút có được không? Sao ạ? Nói cho bà biết nghe, cái người mà tôi tìm không phải là bà, mà chính là cái cô gái mù ở trên gác. Vậy ông anh nói sao? Ông anh đi tìm cái con nhỏ mù đó hả? Đúng. Đâu có được ông anh. Tuy con gái tôi nó có bị đuôi à mù, nhưng nó lại đẹp như tiên, đẹp hơn tôi nhiều lắm. Nó mới có 17 cái xuân tâm, chưa có ai bé quá đồng đào. Coi mọi ông anh tôi tiền đã đi cạn, thôi thì cứ chọn tới bình dân cho tiền. Chọn chi của quê của sang, hãy chọn em đây cho nó hợp với tôi tiền. Nè bà, vậy bà ăn nói hồ đồ, tôi sẽ tặng cho bà một cây đa. Cây gì á? Tôi đâu phải hạng người giống như bà lầm tưởng. Không đi qua sao ông anh vào nơi lạc cành. Tôi đến đây theo lệnh ông chủ của tôi, rước con nhỏ mù như bà đã ước giao. Ủa vậy hả? Vậy sao không nói trước cha nội, để tôi hố cái quá nặng. Chưa có nói là bà nhào vô bà tôm thúp làm sao nói kìa. Tôm thúp gì? Bị mất mấy mối rồi đó ông. Bây giờ tôi nói rõ lại, tôi đến đây là rước mù về cho ông chủ tôi. Ok. Tiền. Tiền gì? Tiền. Tiền gì nữa? Ông chủ mới đưa có 120.000 tiền cọc, còn 120.000 nữa thiếu một cắt đừng hồng. Đưa đây. Làm gì vậy? Tôi nhột. Tôi nhột. Trời nhột bà nội ơi, bà làm gì cái vậy? Chà, định ném 120.000 hả? Đưa đây. Trời ơi, ông ác đậu tùm lum. Mò đâu vậy? Mò bị bò bà, tôi bẻ tay mà đừng có trách nha. Đồ mất nết nè. Giấu tiền ở đâu rồi? Tiền gì đâu mà giấu. Ông chủ tôi bảo ăn bánh xong rồi mới trả tiền. Đừng, đừng giỡn mặt cho cha. Tiền tao cháu múc, không tiền thì trúc cháu vô. Mời được. Ông chủ anh tới đây. Được rồi, bà ở đó chờ, tôi về kêu ông chủ. Ủa, còn anh không đi hả? Đi đâu? Đi lên gác nhảy lâm ba la. Vô duyên. Chí. Gì đâu mà chê ta vô duyên. Không ăn thì tôi còn tiền, vô duyên nên đỡ cái mòn hoa quá. Làm mất công mà thay quần áo mệt chết luôn. Bây giờ anh Hạnh ơi, anh về mau lên đi, cứu em anh Hạnh ơi. Lan ơi, Lan à, em ở đâu rồi? Bánh mì nè em đâu rồi Lan? Em đi nè anh Hạnh ơi. Ủa, em làm gì trên đó vậy? Em bị bác Sáu chân trên đây nè. Lan ơi, bằng mọi cách anh phải cứu em thoát khỏi nơi này. Em phải trốn đi cùng với anh. Nghe anh nói mà chân em hết đau rồi. Em đói bụng hả? Anh Hạnh ơi, anh có mua bánh mì cho em không? Có đây, có chả lụa nữa nè em. Em ăn chả lụa trước đi, bánh mì ăn sau. Vì chả lụa tội nặng hơn bánh mì. Bánh mì, chả lụa, bà mẹ mày. Dám giấu tiền tao mua chả lụa bánh mì cho nó ăn hả mày? Má Sáu ơi, má đừng đánh anh Hạnh nữa mà. Đừng sợ, anh không sao đâu Lan à. Mày không sợ hả? Lên gối coi mà sợ. Má Sáu, bà còn đánh anh Hạnh nữa thì tôi tự nhiên tôi chết cho bà coi. Đừng Lan, thằng chó đẻ. Mày thấy không mày? Vì mày, mày thấy chưa mày? Mày làm khổ tao chưa mày? Ra khỏi nhà tao. Dạ. Mày còn tẩu lại đây hả? Tao cho đàn em đập bể đầu mày nghe chưa? Anh Hạnh ơi, dạy đi mà. Dạy đi anh Hạnh. Còn con nữa. Má đã nói rồi, cái thằng suy cầu que đó, thấy cái
nói chi mày còn trẻ. Đàn ông con trai gì mà thánh thần thiên địa ơi. Cái mặt nó nha má tả rồi con thấy con nóng lạnh 8 ngày luôn. Cái trán thì nó dồ. Cái lỗ mũi của nó đó bằng cái cùng tay của má vậy đó. Còn cái chân của nó ta nói nè, nó đi một cái cà keo. Quen à, quen dạ. Má kêu con. Trời ơi, giống điêu thuyền hí lữ bố ghê. Tao kêu mày kêu nó, mày kêu chưa? Rồi, ảnh lừa trâu vô chuồng rồi mà. Sao lâu quá vậy? Xuống kêu lần nữa coi. Kêu. Thì lát nữa anh lên tới vợ kêu cái gì? Con quỷ sứ. Tao mẹ mày ha, tao con mày, mày cằn nhằn tao mày. Tao biểu mày kêu thì mày phải kêu nghe không? Nhưng mà người ta đang ăn. Đi hoài à, bắt người ta đi hoài à. Trời đất ơi, tôi sanh nhầm con quỷ mà. Làm sao mà chịu nổi với cái con này. Bây giờ mày chịu đi chưa? Hay là đợi tao quánh mày, mày mới đi. Mà người ta nghiếp con má không chịu xử, bây giờ tới má nữa hả? Con không có chịu như vậy đâu à. Dạ thưa dì gọi con. Dữ ác hồn chịu xuất hiện rồng đó. Trong nhà này bắt đầu có cha non, đợi tôi thỉnh mời 5 lần 7 lượt. Dì ơi xin đừng nói vậy tội cho con. Lùa trâu vô chuồng con rửa vội chân tay, sợ lắm đem bụng lên đây dì la. Mày còn quan trọng tao dữ vậy sao mày? Nếu biết sợ thì mày đâu có gây chuyện nó ngủ với con cái gì. Nè, anh đừng có bài điều vu quan giáo họa nha. Tôi đã nghĩ định nhỏ nhẹ khuyên can, khi bắt gặp anh mèo má gà đồng. Đã không nghe anh còn phải đặt lớn giọng nữa. Tao làm gì mà tao, mẹ con mày không có quyền, phải không? Nói vậy phải không? Trời ơi, vậy là mày quá lắm rồi. Nếu đã vậy thì bà cho mày biết tay tao. Không có quyền phải không mày? Nè mày coi tao có quyền không nha. Có quyền không? Ôi dạy ơi, ôi dạy ơi, dì ơi quan cho con lắm dì ơi. Quan cái mã mẹ mày chứ quan cái gì? Dạ quan cho con lắm dì ơi, con đâu có nói vậy đâu. Mày không có nói sao nó nói hả? Lẻo lự hả mày? Ôi dạy ơi, chết con dì ơi. Trời ơi, mày mà sợ hả mày? Tao cho mày chết mẹ mày luôn chỗ đó mà sợ hả mày? Mày sợ là có cái mặt mày kìa, cái mặt của mày. Chuyện gì mà ổng tội vậy? Chết hả? ổng về má. Má ơi, má à, má đừng có đánh anh hai của con nữa mà má ơi, má đừng có đánh nữa, má đánh anh hai con á con đau lòng lắm má ơi. Ủa, có chuyện gì vậy bà? Sao bà lại đánh thằng Nhân? Trời ơi, tôi hả? Tôi tức muốn chào máu họng ra đây nè. Cái chuyện gì mà quan trọng đến đổi gì bà? Từ ngày mà về cái nhà này tới giờ đó nghe, tôi nói thiệt với ông, tôi dịu hiền chứ con thơ dữ lắm. Trời ơi, tôi cưng nó hết biết luôn vậy đó. Không dám rầy, không dám lớn tiếng với nó đó, ông có biết không? À, tôi biết, cái chuyện bà thương nó tôi biết mà. Mọi việc là cũng tại ông hết trơn á. Ông cưng chiều nó quá sức à. Nên chuyện sáng nay nó làm tôi nổi trận lôi đình, không kềm chế được tôi phải dùng tới roi đòn. Sự thế ra sao khiến bà phải nổi giận? Nó thả trâu mặt mình ăn lúa của người ta cái kìa. Lơ mèo mã gà đồng với cái con nhỏ chăn vịt. Chặt châu chút dây nó mới xảy ra chuyện đó mà. Còn chuyện vợ chồng cũng đúng tuổi của thằng Nhân. Phải chỉ cái đứa đàng hoàng á thì cũng đâu có nhận chi cho mệt. Chưa gặp người ta sao bà rành quá vậy? Con Quyền nó bị hai tắc tay nhảy lửa. Ông tưởng chuyện như vậy là bình thường lắm hay sao? Tại sao lại xảy ra cái sự này? Ông cứ hỏi con Quyền á rồi nó nói cho ông nghe. Quyền, mau kể rõ đuôi đầu. Vì chuyện gì, ai là kẻ đánh con? Dạ thưa ba, mà thôi con không nói đâu. Ừ, sao lại không nói? Dạ thôi, con sợ lắm à. Mày sợ cái gì?
có sao nói vậy. Ai ăn thịt ăn cá con đâu mà con sợ. Ba mày biểu cứ nói đi. Có tao nè, có tao với ba mày đây, là có ai dám làm gì mày không cho biết. Dạ, nhưng mà con sợ. Con sợ nói ra ba đánh anh hai sao. Hả? Thằng Nhân. Nhân. Dạ. Nói cho ba biết, có phải con đánh em con không? Dạ thưa ba, tại em Quyền còn nhỏ mà lại giao du với thằng Phú Địa đó nè, ba. Nè nè nè, anh đừng có nói bậy nghe. Hồi sáng này tôi qua nhà nhỏ Thu tôi chơi, chứ tôi đâu có biết Phú Địa, Phú Ông mặt tròn mặt méo sao đâu mà anh nói vậy chứ. Má ơi, má thấy không, anh ai nói xấu con kìa. Nè, Nhân con, sợ ba con đánh con, em con nó cố tình giấu lỗi cho con. Nó đã thương con như vậy, sao con không thương lại nó? Con bày đặt nói xấu nó làm chi vậy con? Dạ thưa dì. Nhân, có lỗi thì phải biết nhận lỗi. Con quên lời của ba dạy rồi à? Dạ không, con nào dám quên lời ba dạy. Bởi sợ em con lầm lẫn nghe theo thằng Phú Địa, nó là đứa bất y lương, đã làm hại mày nghe được sao Nhân hả? Đó, ông nghe chưa? Ông nghe chưa? Ngoái cái lỗ tai ra nghe giùm tôi đi. Nó nói như vậy có nghĩa là nó nói con Quyền nó hư thối đó, ông nghe chưa? À, bình tĩnh để tôi hỏi nó cái đã. Nhân. Dạ. Con nói thật cho bà biết, tại sao con đánh em con? Có phải con đã quen với đứa con gái hư hỏng như lời con Quyền nó nói hay không con? Dạ không đâu ba. Em Mai tuy nghèo nhưng lại là con nhà gia giáo đó ba. Phải con nhà gia giáo đó. Quyền, để cho anh hai con nói. Con không được xen vào nghe chưa? Dạ. Nhân, con nói tiếp đi. Dạ. Mai ở cùng thôn với Phú Địa nên biết rất rõ về nó. Chỉ vì sợ em Quyền bị nó hại nên mới có lời khuyên. Nào ngờ em Quyền khinh khi mạt sát người ta, con rầy nó chẳng nghe. Còn nói con với nó không phải là ruột thịt, con không có quyền dạy nó. Con giận quá cho nên con mới tát tay nó. Anh đừng có xạo, anh đừng có đặt điều nói qua cho tôi nghe. Tôi nói vậy nào chứ? Tôi mới nói là anh bỏ ruột thịt, anh bên người ngoài, là anh đã sáng tôi một bạc tay xỉu nỉa rồi. Tôi nóng quá cho nên tôi mới nói chỉ có người đi mới chọn vợ như anh. Mới nói tới đó anh sáng tôi thêm bạc tay nữa à? Rồi anh còn nói lâu nào anh nói hả? Tao làm gì mặt tao, mẹ con mày không có quyền. Ba nghe thử con có được không chứ? Trời đất ơi, mày... Đó, ông thấy chưa? Thấy chưa? Có mặt ông rõ ràng đó. May mà có mặt tôi với ông, nó còn muốn ăn tươi nuốt sống con với Quyền. Huống chi ở chỗ lạ người xa, chắc chắn là nó không có tha cho con Quyền đâu. Chuyện này mỗi đứa lỗi một phần, thằng Nhân lớn mà không biết cách dạy em, còn con Quyền nhỏ lại nói năng hỗn hào. Nè, ông xử như vậy là tôi không có đồng ý nha. Chuyện này phải làm cho ra lẽ mới nghe. Cái con chăn dịch kia nó bỏ bùa mê rồi, thằng Nhân nó lầm quá mới tát tay em mình. Dạ,
đúng như vậy đó bà. Bà biết không, ảnh mê cái con nhỏ đó lắm. Con nhỏ nó nói cái gì ảnh cũng nghe theo hết trơn á. Con sợ nó dụ ảnh đi vào nhà mình, nó đục quét của cả nhà mình đó bà. Con Quyền nó nói đúng đó ông. Nó quen cái thứ bá dơ đó nha. Tôi e nhà mình có ngày mang quả à ông à. Còn thằng Phú Địa thì sao? Có không con? À, má, con đã nói là con không có biết rồi mà. Để cho con Bình, để nói là tôi xử ép. Ngày mai tôi sẽ cho mời con Mai với thằng Phú Địa qua đây. Ê, bà đừng có làm như vậy mà. Rồi lỡ hai người đó nói ra bậy bạ thì còn gì đó là mặt mũi gia đình mình nữa mà. Phải đó ông à. Hay là mình âm thầm dò xét cho nó chắc ăn ông ha. Bà thì lúc nào mà chẳng đúng với phải. Ông sao, nói cái gì cũng phải nghĩ lại chứ. Tôi cũng muốn tốt cho nhà mình thôi mà. Thôi tôi đói bụng lắm rồi. Mẹ con bà vô lo dọn cơm đi. Cô mẹ em dọn liền mình ơi. Hai đứa theo má lẹ lên, kẻo ba tụi bay đói bụng quá. Ông quạo ông quánh chết bây giờ.